Xem kênh YouTube Sắc Màu Chợ Việt của Nhật. Như vậy là cũng sắp hết một năm 2022 đầy những biến động, những khó khăn, cũng giống như là những niềm vui mang lại trong suốt một năm qua. Đến thời khắc này thì Nhật cũng đã cập nhật video trên kênh được tầm khoảng 265 ngày. Thì cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn trong suốt một năm qua, bắt đầu từ tháng 3 đã theo dõi những video, đã like, share, đã comment, đã động viên những video của Nhật post lên trên kênh. Mặc dù kênh mình nó còn nhỏ và chưa đạt được nhiều cái, chưa đủ điều kiện để bắt kiếm tiền, có nghĩa là để tham gia chương trình đối tác của YouTube mình phải đạt trên 1.000 đăng ký trở lên và 4.000 giờ xem. Thì đến thời điểm hiện tại kênh của Nhật đã đạt được 721 lượt đăng ký và được 3.700 giờ. Do đó mình đang còn thiếu tầm khoảng gần 300, khoảng 279 subscribe và khoảng tầm 300 giờ nữa. Tuy vậy thì mình vẫn không ngừng cố gắng và nỗ lực để ra thêm nhiều clip, nhiều video có nội dung tiệm cận với đời sống và mang lại những cái hữu ích trong cho bạn đọc, cho cuộc sống hay là cho các bạn xem video. Mình sẽ cố gắng hạn chế bớt những cái video mang ít thông tin và sẽ học hỏi để nâng cao thêm cái kiến thức về dựng video ngày càng hấp dẫn hơn. Và qua đây cũng xin cảm ơn tất cả 721 lượt subscribe, những người đã yêu thương, những người đã động viên Nhật trong suốt một năm qua và luôn khích lệ Nhật bằng những cái like, những cái share, những lượt xem. Dù là những lượt xem ít ỏi thì mình cũng rất là trân quý. Và một lần nữa Nhật xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn. Và mong rằng sẽ tiếp tục được ủng hộ, được góp ý chân thành, được comment vào những cái video của Nhật ở trên kênh Sắc Màu Chợ Việt. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới sắp tới có nhiều thành công hơn và sức khỏe dồi dào. Thân ái chào tạm biệt và các bạn.